Xin chào các quý vị khán giả đang theo dõi livestream của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc TCI. Tiếp tục với livestream thuộc series Theo chân mẹ bầu hiện đại đi sinh, hôm nay chúng tôi sẽ đồng hành cùng sản phụ Quách Thị Hường. Và cũng trong livestream này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thắc mắc của nhiều mẹ bầu về vấn đề dây rốn thắt nút ở thai nhi có sao không. Rất nhiều các thông tin hữu ích cho các mẹ sẽ được chia sẻ ngay trong livestream này. Do vậy, các bạn hãy chú ý theo dõi và đừng bỏ lỡ nhé. Vâng, hiện tại thì bác sĩ đang tiến hành tiêm gây tê cho chị Hường. Thao tác gây tê rất nhanh chóng và chỉ hơi nhói một chút, nên chị ấy thả lỏng và đừng lo lắng quá nhé. Việc tiêm gây tê đóng vai trò rất quan trọng cho mẹ trong quá trình sinh mổ, giúp mẹ không cảm thấy đau nhưng vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Nếu các bạn đã đồng hành cùng TCI trong những số đi sinh lần trước thì sẽ không còn lạ gì với bác sĩ phụ trách chính ngày hôm nay đúng không ạ? Vâng, đúng như các bạn đoán, đây chính là bác sĩ Nguyễn Văn Hà, trưởng khoa phụ sản kiêm phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc TCI. Bác Hà đã có hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản khoa và được rất nhiều mẹ bầu tin tưởng và yêu mến bởi sự tận tâm chuyên nghiệp. Vậy nên chị Hường hãy yên tâm và chuẩn bị đón em bé nhé. Các bạn đang theo dõi livestream, hãy cùng chúng tôi gửi lời chúc tốt đẹp nhất để động viên chị Hường nhé. Vâng, và hiện tại ca mổ đã bắt đầu rồi ạ. Các bác sĩ đang tiến hành mổ và đưa em bé ra ngoài. Theo tôi quan sát thì ca mổ đang diễn ra vô cùng thuận lợi. Mọi người hãy tích cực thả tim và động viên cho chị Hường cũng như đội ngũ y bác sĩ nhé. Vâng, và các bạn ơi, em bé của chúng ta đã ra đời rồi ạ. Xin chúc mừng chị Hường và gia đình. Mọi người hãy gửi lời chung vui đến gia đình chị Hường nhé. Hiện tại các bác sĩ đang cắt dây rốn cho em bé. Trộm vía bé vẫn khỏe mạnh dù có dây rốn thắt nút các bạn ạ. Bác sĩ đã cắt dây rốn cho bé và trao bé cho điều dưỡng để vệ sinh và kiểm tra tổng quát. Và như các bạn thấy thì hiện em bé đang được điều dưỡng viên vệ sinh cơ thể và bác sĩ tiến hành khám tổng quát. Sau khi khám, bé được đội mũ, mặc bỉm, quấn khăn và đưa về gặp mẹ. Những giọt nước mắt hạnh phúc của chị Hường đã rơi. Xin được chúc mừng chị đã thành công đón thiên thần nhỏ. Em bé đang được cô điều dưỡng kiểm tra cân nặng. Trộm vía là em bé của chúng ta hôm nay nặng 3,7kg tính cả khăn quấn đấy các mẹ ạ. Và em bé đã được đưa về phòng để áp da với mẹ trong khi các bác sĩ xử lý các công đoạn cuối. Việc da áp da với mẹ đem lại rất nhiều lợi ích về mặt tinh thần cũng như sức khỏe cho các em bé sơ sinh đó ạ. Áp da với mẹ giúp bé tăng cường hệ tiêu hóa, miễn dịch và gắn kết tình cảm mẹ con. Và đây cũng là một trong những quyền lợi mà các mẹ bầu sẽ được hưởng khi mua gói thai sản của Thu Cúc TCI đấy ạ. Trong lúc chứng kiến khoảnh khắc riêng tư của hai mẹ con chị Hường, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về chủ đề dây rốn thắt nút ở thai nhi có sao không? Dây rốn thắt nút là tình trạng một số mẹ bầu gặp phải trong quá trình mang thai. Hiện tượng dây rốn thắt nút ở thai nhi chưa đến 2% các ca sinh, tuy nhiên tỷ lệ thai nhi tử vong cao gấp 4 lần so với thông thường. Thông thường thì dây rốn thắt nút lỏng sẽ không gây ảnh hưởng gì đến bé. Nhưng khi bé di chuyển hay xoay đầu có thể vô tình làm các nút thắt chặt hơn, ngăn cản việc vận chuyển oxy và dinh dưỡng từ mẹ sang bé, gây cản trở sự phát triển của thai nhi. Trong quá trình chuyển dạ, khi đầu em bé được đẩy ra ngoài, dây rốn cũng kéo xuống, nút thắt trở nên chặt hơn và có thể gây tử vong khi chuyển dạ sinh thường nếu không nhận biết dây rốn thắt nút từ sớm. Nguyên nhân dẫn đến thai nhi bị dây rốn thắt nút là do dây rốn thai nhi quá dài, sản phụ đa ối hoặc mẹ bầu bị tiểu đường thai kỳ. Hiện tại thì chưa có cách để phòng ngừa dây rốn thắt nút ở thai nhi, do đó mẹ bầu cần thường xuyên thăm khám thai định kỳ để sớm phát hiện các vấn đề của thai nhi. TCI cung cấp dịch vụ thai sản trọn gói với các gói khám định kỳ, siêu âm 2D, 5D định kỳ, cùng các xét nghiệm thường quy để kiểm tra tình trạng thai nhi, đồng thời tư vấn cho mẹ cách chăm sóc thai kỳ tốt nhất. Giờ thì em bé đang được đeo vòng định danh và thay quần áo, đội mũ để chuẩn bị đi gặp người nhà. Chắc hẳn bố của bé đang rất háo hức chờ đón gặp mặt thiên thần nhỏ của mình. Trước khi đến gặp bố thì bé được các cô điều dưỡng theo dõi thêm một thời gian để xem có vấn đề gì không. Thank you.
Cuối cùng thì bố và bà đã được gặp bé yêu rồi ạ. Bố đang thực hiện áp da cùng với em bé. Trông bố thật hạnh phúc phải không ạ? Em bé của chúng ta rất ngoan khi được áp da cùng bố đấy ạ. Vâng, vậy là ca vượt cạn của chị Hương đã thành công rực rỡ. TCI tự hào là địa chỉ uy tín của hàng ngàn khách hàng đồng hành cùng bố mẹ đón bé yêu. Để biết thêm chi tiết về các gói thai sản và dịch vụ khám thai, bố mẹ có thể liên hệ trực tiếp hoặc để lại comment để nhận hỗ trợ từ đội ngũ bệnh viện nhé. Giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các livestream tiếp theo.